Dạ hiện tại bên em đang đứng ngay khu cụm dân cư Selong City, là cái cụm dân cư được xem là cái khu Phú Mỹ Hưng 2 và là nơi tọa lạc của cái tòa thị Aeon Tân Phú. Và siêu thị này rất là lớn. Con đường này là con đường bờ bao Tân Thắng, đường nhựa trên 30 mét, hai bên có vỉa hè trên 3 mét. Đây là cái khu dân cư cao cấp và đông đúc sầm uất. Tuyến đường này được xem là tuyến đường huyết mạch. Đối diện với tòa nhà siêu thị Aeon Tân Phú, mình có một căn nhà mặt tiền với diện tích ngang 4, dài 16 mét, mình nở hậu là 6 mét, đúc một lầu, nằm trong cụm dân cư cao cấp. Khu này kinh doanh sầm uất, sổ hồng riêng đầy đủ, hiện tại mình đang cho thuê kinh doanh với giá là 16 tỷ còn thương lượng. Ngân hàng hỗ trợ mình vay 70% tổng giá trị căn nhà. Trí này rất là đẹp, khu vực đắc địa, kinh tiện kinh doanh đa ngành nghề. Dạ bên em đã tới cái vị trí căn nhà rồi. Đối diện với lại siêu thị Nhật là một căn nhà 4-16 mét, nở hậu 6 mét, đúc một lầu, sổ hồng riêng đầy đủ, nhà đẹp, vị trí đẹp, giá 16 tỷ còn thương lượng. Để tham quan căn nhà này trực tiếp, làm việc với chính chủ, quý khách vui lòng kết nối với bên em nhé. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video này. Nhớ bấm like đăng ký để cập nhật những căn nhà mặt tiền mới nhất từ bên em. Cảm ơn quý khách, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video lần sau. Sang tay lá theo mây, người cứ đi riêng tôi ở đây.